Đây là sân bay Phú Quốc. Đi từ bên ngoài thấy toàn cảnh của nhà ga cũng như là đường phi đạo, và bên kia đó là đài Cổng Lô. Và đến đây du khách có thể gửi xe gắn máy, có thể gửi qua đêm và kết thúc cuộc hành trình phượt đảo qua Phú Quốc. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phượt tiếp theo. Xin cảm ơn. Tạm biệt Phú Quốc. See you again.